Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô Trang sẽ hướng dẫn các bạn một phần mà các bạn thấy là nó hơi lạ hồi trước giờ, sao mình không có học tới cái này. Nhưng mà bây giờ cái những cái này thì cô nghĩ ra cũng không quá khó với cái lứa tuổi nhỏ của các bạn đâu. Nhưng mà chúng ta cũng phải học để chúng ta biết nhé, bởi vì nó rất là gần gũi với các bạn luôn. Đó là homophones. Homophones có nghĩa là từ đồng âm. Cô lấy một ví dụ tiếng Việt để các bạn dễ nè. Thứ nhất là ví dụ cái tiếng Việt là con ngựa đá, đá con ngựa đá. Vậy thì có thấy là nhiều chữ đá hay không? Ví dụ như con ngựa đá ở đây là một danh từ, tức là nói con ngựa đó bằng đá. Còn đá con ngựa đá, tức là đá ở thứ hai này là sẽ là gì nào? Sẽ là động từ. Động từ là hành động là đá. Và nó đá cái gì thì con ngựa đá sẽ là một cái vật, đúng không nào, là một cái danh từ luôn. Vậy thì trong tiếng Anh nó cũng như vậy. Trong tiếng Anh có những cái từ á, là người ta đọc y chang như nhau luôn, nhưng mà cái cách mà cái nghĩa thì nó khác nhau. Ở đây từ đồng âm có nghĩa là cùng cái âm, tức là phát âm nó giống nhau nhưng cái nghĩa nó lại khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có hai cặp từ đầu tiên. Hai cặp từ đó là gì nào? Yeah, các bạn thấy không nào? Đây là gì nào? What it is? Flower. Và what it is? Flora. Vậy các bạn sẽ thấy là hai cái âm này đọc đều đọc là flower, flower. Một cái là hoa, nhưng một cái là bột. Rồi, tiếp theo. Sun. Thì một cái sẽ là gì? Mặt trời. Và một cái có nghĩa là con trai. Được vậy nào? Thấy thú vị chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục cái điều thú vị này nha. Nhưng mà trước khi qua cái thứ hai thì chúng ta phải đọc được cái cặp từ đầu tiên là gì nào? Flower, flower, flower. Ok, very good. Tiếp theo, cặp từ thứ hai. Sun, sun. Đơn giản phải không nào? Tiếp theo hai cặp từ nữa nào. Yeah. Hiệp sĩ là knight, knight. Và bóng đêm sẽ là night, night. Ok. Cô nhắc lại nha, chữ knight vừa có nghĩa là phát âm á là gì nào? Hiệp sĩ, và cũng là phát âm của chữ bóng đêm. Tiếp theo, meet, meet, meet này có nghĩa là gặp gỡ. Còn meat này có nghĩa là về thịt. Wow, thật là thú vị đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta đọc lại nha. Knight, meat. Ok, tiếp tục qua phần tiếp theo. Hare, hare. Hare có nghĩa là con gì nào? Con thỏ, nhưng mà con thỏ này là thỏ hoang nha. Nó sẽ khác với rabbit. Rabbit là những con thỏ rất là dễ thương và cái chân nó ngắn. Còn đối với những con thỏ mà thỏ hoang chân dài á, thì người ta sẽ gọi là hare. Còn đối với người chúng ta ở đây là như này là gì nào? Hare có nghĩa là mái tóc. Vậy thì mái tóc và con thỏ hoang thì nó sẽ giống cách phát âm với nhau nha. Hare. Tiếp theo, waist, waist. Rồi, bạn gái này có giống mũi tên chỉ vào đây, có phải cái chỗ này là cái eo được không nào? Cái eo thì người đọc là waist, waist. Còn ở đây bên đây là rác, được chứ nào? Rác cũng là waist, waist. Next. Eight, eight. Thì các bạn sẽ thấy eight vừa là số 8, vừa là đã ăn rồi. Đây là từ của quá khứ của chữ eat. Chữ eat các bạn sẽ đổi thành là ate. Và các bạn sẽ là đọc là eight, eight, eight. Được hả? Được chưa nào? Tiếp theo, cái này là gì nào? Sail, sail, sail có nghĩa là căng buồm ra để mình ra khơi. Sail, được chưa nào? Còn cái giảm giá cũng là sail. Next. Một cặp từ nữa. Pair, pair, pair. Tức là một cặp, được chưa nào? Pair bên đây có nghĩa là một cặp. Còn bên đây có nghĩa là trái gì nào? Trái lê. Tiếp theo, flu, flu, flu bên đây là bị cảm cúm. Còn bên đây sẽ là gì nào? Là đã bay, nó quá khứ của chữ fly. Ok. Tiếp tục, sea, bên đây là biển, được chưa nào? Các bạn thấy hình bên đây là biển, còn bên đây là sea có nghĩa là thấy. Right, right, ok, right là tay phải nè, bên tay phải, bên phải. Còn ở đây là write, có nghĩa là viết. Vậy thì cái chữ này nó đồng âm nhưng mà nó là khác nghĩa. Vậy thì hôm nay cô đã hướng dẫn cho các bạn được là những cái từ phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Việc của các bạn là xem video và sau đó các bạn thực hành cùng với cô nhé. Thank you, love you.